đang quay nè. Hồi 22 hiện tại là mình đang ở chỗ tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột, và đây là bạn Gia Khang, và cái máy ảnh của mình nó cũng gần hết pin rồi các bạn ạ. Mình chỉ quay bộ thôi. Bạn Gia Khang chạy tới rồi cho thấy nào. Đỡ người ta chụp xong rồi chạy. Chứ giờ người ta đang chụp mình đi vào nó kỳ á. Ừ, mình sẽ quay xung quanh. Em nghĩ anh đứng đây nè. Có nghĩa tượng đài này nó nằm chính giữa bùng binh các bạn ạ. Mình muốn vài chục thì mình phải đi vào, dừng xe bên ngoài rồi đi bộ vào. Rất nhiều người chụp. Chạy tới Khang. Thì chạy tới quay thôi mà. Đâu chụp đâu. Bạn Gia Khang đang tiếp cận với cái chiếc xe tăng. Nhìn bạn ấy rất nhỏ bé. Wow, cái nhà tuyệt vời, tuyệt cao luôn. Ủa, bạn Gia Khang đâu rồi ta? Ơi, bạn Gia Khang đây rồi. Được sĩ. Đúng rồi, to cao vậy. Ồ, phía trên là tượng đài liệt sĩ ghê chứ. Giờ mới thấy nè. Nó bằng tường. Cao quá mình không thấy. Nó bằng mình sẽ đi bên hông để được chiêm ngưỡng cái chiếc xe tăng này. Cao hơn cái nội. Cao hơn. Thì đang quay nè. Rồi tiếp, cao hơn. Bên này thì tối có tiêu rồi. Mà cao thiệt. Thôi, chào các bạn nào. Chào. Sao? Chào mấy bạn nha, năm sau còn lại đi học đây. Lại thấy xe là giỏi hả? Chứ chuẩn bị đi học về, chuẩn bị vào kỳ vô gì. Gia Khang xin chào các bạn. Bye bye. Bye bye, hôm nay mình...